Hello, xin chào mọi người nha. Thì mình mới vừa đi chở 50 chai motorbike liner về để cho bán cho anh em sử dụng và trải nghiệm sản phẩm này như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho anh em coi. Rồi hiện tại đây là 50 chai motorbike liner mà mình mới vừa đi chở về ha, cho nên mình về. Đó, thì mình tạm thời mình nhập trước 50 chai để về bán cho anh em trải nghiệm, anh em sử dụng coi sản phẩm này nó tẩy rửa và vệ sinh xe máy như thế nào ha. Thì giá 135.000 một chai thế này là 1 lít nha anh em. Và có kèm theo cái đầu xịt, anh em chỉ cần mở nắp ra và gạt cái nắp đầu xịt này vô là có thể xịt thoải mái luôn ha. Đó, thì những cái hiệu quả hoặc là những cái clip test thì mình đã làm cho anh em, cũng anh em coi rồi ha. Và anh em cứ đợi mình đi, mình sẽ làm clip và chứng minh dần dần cho anh em coi nếu anh em chưa tin tưởng ha. Thì mình có ship code đầy đủ, ship code toàn quốc luôn. Thì 135 một chai anh em cộng với phí ship cho mình nữa ha. Mình sẽ cố gắng đóng hàng đầy đủ cho anh em để vận chuyển nó không có bị mớp méo bình cũng như là không có bị đổ nước ra ha. Tại vì nhiều khi cái nhà vận chuyển người ta quăng đó anh em, cho nên mình đang cũng coi cách đào đóng hàng để tốt nhất để gửi đến cho anh em sử dụng. Đó, thì đây là những cái chi tiết máy mà mình đã rửa một lần qua những dịch super cleaner ha. Với motor cleaner rồi mình cứ đọc super fast chứ mình quên thì sao ra ha. Đó nè, anh em có thể thấy ha, đây là những cái chi tiết xe rất là dơ. Anh em thấy ban đầu anh em coi cái clip những cái chiếc xe của mình, anh em biết là cái xe đó mình tháo ra, mình cho anh em coi bên trong nó dơ cỡ nào ha. Mình đã vệ sinh là từng miếng bằng cái dung dịch đó ha. Đây đó, anh em thấy ha, rất là chi là sạch luôn, anh em khỏi lo ha. Và có những chỗ mà mình chưa có chà kỹ á, cho nên là nó sẽ đến những vô một vài chỗ, thì khi mình ráp lên coi chỗ nào dơ tục còn sử dụng ha. Anh em thấy không, khi mà mình chà dây điện này, dây điện nó dơ, anh em biết rồi, cái phần dây điện này rất là khó chà ha. Nhưng mà khi mình chà, anh em thấy không, nó sạch và nó bóng, nó đen luôn như là một cây dây điện mới luôn, anh em thấy không? Đó, mình không có, mình thiệt tình luôn á, cái uy tín mình lấy ra mình đảm bảo với anh em luôn á. Cái uy tín mình lấy ra mình đảm bảo với anh em luôn, anh em muốn sử dụng mà xưa giờ sử dụng mà chà không được như thế này thì mình hoàn tiền cho anh em luôn á, uy tín lấy ra luôn á. Rất là sạch luôn, mình nói thật luôn á. Đó, những dây điện nè, anh em chà để biết là những cái dây điện mà lâu năm anh em bụi nó bám rồi sình nó bám, cát bám này kia ha. Chà sạch tưng hết luôn ha. Đó, anh em không tin mình cứ mua về sử dụng đi ha. Đây nữa nè. Đó, còn dây điện của hồi xưa trời mình bữa mình rửa thì thấy không? Đó, nó sạch và nó đen là luôn bình thường ha. Đó, rất là sạch luôn. Và không gây ăn mòn kim loại, mình nói lần nữa không gây ăn mòn rồi. Anh em có thể coi clip mình test trái ốc đó ha. Rồi, cục máy nè, đó. Mình cũng rửa bằng cái dung dịch này nè ha. Và nói chung là máy này cũng hơi nặng cho nên mình có sử dụng thêm một số chỗ đó mình sử dụng hút tẩy nữa. Hút tẩy mạnh đó anh em. Một số chỗ hút tẩy mạnh nữa, nhưng mình sẵn con này, ví dụ như là mình xài cái này không, mình rửa ra anh em có thể coi nữa ha. Từ từ mình sẽ cho anh em coi, mình sẽ làm từ từ cho anh em coi lại cái sản phẩm này ra như thế nào. Chỉnh chu lại cho anh em coi hết luôn ha. Đó. Đây nữa nè. Những cái dây điện. Đó nè ha. Dây điện rửa là sạch sẽ rồi ha. Mình nhìn ha. Rồi cục máy nè, cục máy mình rửa. Nói chung là xe này của mình rửa nè. Đó. Thì anh em ha. Đó, anh em mua về anh em ủng hộ mình cũng như là coi clip rồi ủng hộ mình mua sản phẩm này sử dụng, cũng như gần Tết đó rồi. Anh em dọn xe đi. Anh em soạn dọn xe lại rửa ra rồi xin Tết rồi bình thường để cho ngon lành đàng hoàng, lại ăn Tết cho ngon hết anh em. Mình tại vì hiện tại mình không biết còn cái gì để mình test cho anh em coi không nữa ha. Thì cái này nói chung là rửa dàn áo cũng được, nhưng anh em phải pha ha. Ở phía sau có hướng dẫn sử dụng nè. Đó, rửa dàn áo phải pha với nước tỷ lệ là 1:8. Và nếu mà anh em sử dụng đặc thế này mình ba anh em không trái ốc, để mình làm clip cho anh em coi ha. Clip cho anh em để cho anh em coi luôn á. Không trái ốc, không ăn mòn kim loại, bảo đảm anh em rửa sườn thoải mái luôn. Vô tư vivo luôn. Đấy ha, 135.000 chai. Rồi mình có ship nha anh em. Số điện thoại mình có để bên dưới. Anh em có thể gọi mình, ví dụ như nhiều khi mình đi dạy ở trường mình không có nghe máy được bằng bằng xe này kia, anh em có thể gọi số của vợ mình. Giờ mình sẽ check đơn và đóng hàng gói cho anh em đi sử dụng thử cái mua bán ráng cho anh em để sử dụng, anh em sử dụng ha. Rồi ok ha. Rồi cảm ơn anh em xem hết video ha. Đừng quên để mình một like, đăng ký kênh để ủng hộ mình, cũng như sắp tới mình sẽ làm nhiều thêm về sản phẩm này để test cái hiệu năng cũng như khả năng của nó như thế nào cho anh em coi ha. Và cũng như là review những cái xe mình đang dọn phía sau, cũng khá là rất là nhiều xe nữa tới tới nên hơi bận rộn tí như vậy. Sai sót anh em thông cảm cho mình ha. Ok, cảm ơn anh em, bye bye anh em.